Chúng ta lạc vào thế giới của những cây kiểng lá xanh sạch, những cây kiểng trồng trong môi trường rất là xanh sạch, rất là mới mẻ trên thị trường, trên cây kiểng. Đúng rồi, thật ra thì mình vừa thấy là mình làm có một cái bộ móng nó gọn gàng, nó sạch đẹp, nó cũng đã phải kỳ công rồi. Cái này cũng thêm sử dụng kem dưỡng ẩm này kia nữa thì hình như là hơi lố với bản thân mình. Ê, cái thứ hai hợp với Minh Triều đây đó là giữ móng tay sạch sẽ. Những cái cây không khí nho nhỏ. Bạc ngàn luôn cả nhà ơi, bạc ngàn cây không khí. Quá xuất sắc, rất là đẹp.